trước mặt chúng ta đó là một cái vòng tròn bùng binh, mà thường cái điểm kẹt xe nhiều nhất là những bùng binh ngã 5, ngã 6, ngã 7. Đây, những thể loại xe đang tham gia giao thông gây ùn tắc giao thông trên đường. Nhưng không hiểu tại sao ban tổ chức lại có để cái này với cái kia bên đây. Không lẽ ai phụ hồ chở hàng mà đẩy luôn đường ra đường trời. Các bạn nghĩ sao về hai cái đồ này? Trò chơi mà. Trò chơi mà đúng không? Chứ ngoài đường vậy là bị chửi đó. Rồi, tại bùng binh ùn tắc giao thông này, chúng ta sẽ có 8 chiếc xe tham gia giao thông. Tính luôn hai chiếc xe này. Bây giờ chúng ta sẽ tham gia một mini game giành chỗ ngồi. Nhiệm vụ của các thành viên hai đội là giành xe. Khi nền nhạc nổi lên, thành viên của cả hai đội nhảy vô vòng tròn xung quanh 8 chiếc xe là trong vòng tròn này đó. Nhạc ngưng thì mỗi người phải tự giành lấy một chiếc xe và ngồi lên đó. Ai không kịp thì bị loại. Qua mỗi vòng, số xe được giảm đi một chiếc. Đội nào có thành viên tồn tại cuối cùng là đội chiến thắng. Dễ hiểu chưa? Dễ hiểu. Bây giờ trò chơi xin phép được bắt đầu. Lên. Ai biết lộn nhào không? Vu cái đầu đi. Trời đất ơi. Đội vàng. Đội. Ủa, ủa. Trời ơi trời. Giờ vận mệnh của đội bên trong. Cái đầu. Cái đầu đi. Xin mời hai bạn trở về nhà và rời khỏi con đường ùn tắc giao thông này. Này đúng là lo nhảy thật luôn á. Ê, bây giờ mình tạo động tác đi. Rồi, múa lửa nha mọi người ơi, múa lửa, múa lửa. Rồi, múa bụng, múa bụng. Múa bụng. Nghe nhả gì vậy? Nhạc sôi động. Thôi, ở lại chơi đi, nha, bye bye. Ủa, đi đờ dữ chưa? Nhảy thôi. Đi nhanh. Búa nhảy. Ai chạm môi trước? Ê, ai chạm môi trước? Ai chạm môi trước thì được. Em cũng chạm mà. À, nhưng mà Thanh chạm sau. Giờ đạo diễn phân xử, đạo diễn phân xử nè. Chị Hen lộ một phát luôn chị Hen. Vũ ơi cẩn thận nha. Được đâu Vũ ơi. Hiện tại thì Hen sẽ chống chọi với 3 người. Nhà mình ở đây hết rồi nè chị. Tụi em có đằng sau hậu 3 người. Hồi hồn quá nè, chị sao tập trung nha, không có chơi không có giận hậu. Tập trung, tập trung. Nhạc chưa dừng. Chị Thủy hết rồi. Ủa chị Thủy. Em đi. Anh Vũ mình cùng vỗ chen đi. Rồi giữ mình đây. Đây, đây. Rồi, hai. Rồi mình cổ vũ đi mọi người. Hen ơi cổ lên, vàng ơi cổ lên, vàng ơi cổ lên, vàng ơi chiến thắng. Ê chóng mặt nha. Rồi một bạn đã đi. Hai bạn. Cổ lên. Hai đội cổ lên.
hai đội chiến thắng, hai đội cố lên, hai đội chiến thắng, hai đội cố lên. Ôi trời. Công nghệ 3 đã trách đội nhanh thắng. Ủa tự nhiên chơi thua thôi chứ phạt cứ phạt thì bắt thì nhốt vô phòng kính chi trời. Chờ đợi hình phạt. Anh chờ đợi. Hồi hộp quá. Chờ đợi hình phạt. Kính thưa mọi người, hình phạt dành cho đội đỏ đó là mỗi một người có đội đỏ sẽ được một người có đội vàng trang điểm cho. Dạ mời đội vàng. Đây là kem nè. Wow, vàng rồi. Bây giờ là mình chọn nào người này. Có thể nhận ra. Chọn đội trưởng là em trang điểm cho anh. Okay. Rồi Thanh chọn ai nè? Anh thích cái gì? Mắt anh đẹp quá, da da mắt mềm quá. Phải làm cho ta mắt phượng mày ngày. Mắt phượng mày ngày á? À? Không, nhắm mắt lại đi. Đừng. Đánh đi, đánh. Mày đánh được không? Bình mày đánh được không? Bình tĩnh nhắm lại, nhắm lại. Ngỡ ghê quá, chị chờ ghê quá để. Chị thấy hơi bất ổn nha. Không ổn. À, chị yên tâm đi chứ em tự make up của em mà. Nhầm nhò với bác này. Chị không tin em. Cười lắm chị. Để cho em điểm đẹp vậy mà. Tác phẩm của Hen cho anh Minh Dự đó là Thị Tẩm Vua. Và những hoàng hậu thường hết sủng ái thì thường là hay được lui ở sau cung. Nên là ngày hôm nay Hen đã hóa trang cho anh Minh Dự để có thể thị tẩm vua. Cảm ơn ả tiện tỳ hờ hen. Lẽ ra ta chỉ bị giam ở lãnh cung và sống tới cuối đời. Nhưng nhờ thay gương mặt này của ngươi, ta đã bị tru di tam tộc. Cảm ơn món quà mà đội vàng đã ban tặng cho đội đỏ. Và chúng ta mừng thay là tại phim trường không có nước tẩy trang. Chúng ta phải tự chùi mặt bằng tất cả mọi cách. Chúng ta túa ra tẩy trang. Túa ra. Sau những cái giờ đồng hồ mà chúng ta phóng ra đường để mà tham khảo và phỏng vấn ý kiến của người dân, em có thấy nhiều vấn đề đang diễn ra ngoài xã hội không? Em thấy rất là nhiều vấn đề mà người dân đã đưa ra. Nhưng mà nhóm em thông qua và bàn luận thì chọn ra vấn đề là tắc nghẽn giao thông. Và trong cái thời điểm đó mình có thể tận dụng được thời gian khi kẹt xe. Cái vấn đề tiếp theo đó là say rượu khi lái xe. Và còn hai vấn đề cũng nóng hổi nữa mà tới giờ vẫn chưa giải quyết xong, đó là móc túi giật đồ và vấn đề cuối cùng là ô nhiễm không khí. Đó là bốn vấn đề tổng cộng của hai đội cần phải giải quyết và đưa ra giải pháp. Và để rõ hơn về các vấn đề của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài đường tiếp tục để hỏi về vấn đề tắc nghẽn giao thông, tận dụng thời gian khi kẹt xe. Không được hả anh? Cho chị mấy phút chị phỏng vấn tí xíu thôi. Không được á? À vậy hả? Rồi cảm ơn em nha. Oh yeah. Chặn người đi đường lại khó lắm. Mình có thấy câu hài của Minh Dự không anh? Dạ chào anh. Là anh Minh Dự. Dạ em chào anh. Dạ. Em cũng là fan của anh. Phải không? Trời ơi, cảm ơn nha. Đẹp trai quá trời, nên chơi với ai vậy? Chơi với người yêu anh ạ. Chơi với người yêu hả? Dạ. Hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh Minh Dự. Anh love you chục chục. Ôi, chị nhận ra em hả? Chị, em hỏi chị vài câu được không? Được. Chị Thanh ơi, mỗi lần mà chị mà kẹt đường chị có cảm thấy khó chịu không? Dạ không, bình thường. Cứ như mình dừng lại mình chỉ mệt thôi mà. Em hiểu em. Anh không, em thích cái tinh thần tích cực này của chị. Thì chị thường làm cái gì là thoải mái? Đứng nhắn tin. Ôi nhưng mà cẩn thận nha chị. Dạ, đứng nhắn tin vừa nhắc phải vừa để đẻ chứ không bị giật điện thoại sao. Dạ vâng. Ví dụ như kẹt xe như vậy á, ví dụ như là có những lúc mà em quan sát những người xung quanh họ có khó chịu không? Dạ có chị. Có, mọi người thường sẽ có hành động như thế nào? Như vậy đó. Bấm kèn đúng không? Dạ. So what do you think about the traffic jams especially in Vietnam? Very busy and hard to get across. Yeah, fine. We only got here yesterday, didn't we? We find it impossible to get across the roads. Just an example, like you are on a car, and if the traffic jam is, the situation is very heavy, so which
like method you will use to use your time. Oh yeah, other. I see. B. Talk to each other. Yeah. Thank you. Yeah, we tend to stay off our phones, really, don't we? Yeah, and we like to walk everywhere. Yeah. Yeah. Thank you so much. Have a nice day. Thank you so much. Have a nice day. Anh Vũ Thị Giang khi mỗi lần mà kẹt xe như vậy á, anh chị cảm thấy như thế nào? Rất là sao? Bức bối nè. Bức bối. Khó chịu, mệt mỏi nữa. Như là mình khi tắc nghẽn giao thông á, thì anh chị thường làm gì để mà giảm bớt cái thời kiểu là thời gian của mình đã đang kẹt xe rồi thì mình làm cái gì vậy? Giao lưu với người bên cạnh nè. Wow, có luôn anh. Tại vì người dân ở thành phố Hồ Chí Minh rất là đông mà, nên sẽ không có cái biện pháp gì để tránh bị kẹt xe được. Hello, nay đi đâu đây? Chưa mát đi chơi phải không? Ừ, có trốn học đi chơi không? Không. Đang nghỉ phải không? Dự sẽ có một câu trắc nghiệm cho mình. Khi mà mình bị kẹt xe trên đường á, đứng đợi quá lâu thì mình sẽ dùng cái thời gian để mình làm gì? Em chọn là D ạ. À. D phải không? D là mình làm gì? Mình đứng em đọc biển số xe ạ. Đứng đọc biển số xe hả? Chỗ rảnh vậy mình bắn tỉnh hay sao? Vậy D chắc chắn phải không? Chỗ một sở thích rất là lạ kỳ. Đứng đọc bảng số xe. Nếu như bình thường anh đi bằng xe máy trên đường mà kẹt xe quá đi, thì trong lúc mình chờ đợi để mình di chuyển thì mình làm gì anh? Mình ngắm nghía biết đâu là ở bên đường có một cô gái xinh xắn chẳng hạn, hoặc là có một cái cảnh đẹp nào đó, hoặc là có một cái thông tin nào đó. Ví dụ như là có rất là nhiều thông tin ở trên đường, mà đôi lúc nếu mình đi nhanh quá mình không để ý, thì có thể là lúc đấy cũng là một cái cách mà mình có thể thu nạp thêm thông tin cho mình. Phải hầu như ý kiến của mọi người khi mà mình phỏng vấn ấy đều là họ khó chịu trong cái thời gian mà họ chờ đợi, nhưng họ không có cái gì để giải tỏa trong cái thời gian mà họ chờ đợi kẹt xe á. Mình phải nghĩ ra một cái ý tưởng nào đấy giống như để vừa giải tỏa những cái căng thẳng của họ khi mà trong thời gian mà họ chờ đợi kẹt xe. Thường cái việc sử dụng điện thoại để mà giải trí trong lúc chờ đèn đỏ hoặc là trong lúc tắt đường chẳng hạn, thì đúng là cái việc giải tỏa tâm trạng cho cá nhân người đó. Đối với những người xung quanh á, thì có thể là họ sẽ khó chịu. Vậy còn vấn đề xem điện thoại thì sao? Thì mọi người đều thống nhất là xem điện thoại ngoài đường lúc đó thì nó vừa nguy hiểm mà nó vừa không có đúng luật giao thông nữa. Thấy là khi mà sử dụng điện thoại như vậy ấy, thì ví dụ như là điện thoại mình cần hết pin đi, đúng không? Mình sử dụng điện thoại như vậy vô tình là mình sử dụng, cứ đứng mình sử dụng nhiều ấy, thì đến lúc hết pin rồi cái là có khi là công việc hay là có người gọi đến liên lạc cho mình sẽ không có liên lạc được. Trong lúc thời gian mình đối phó với kẹt xe mà cái điện thoại của mình vẫn được sạc, vẫn được sạc, vẫn full pin thì rất là ok nhở. Nhưng mà có điều mọi người sẽ thay vì sử dụng điện thoại thì sẽ tìm một cái gì đó thú vị, có thể là biển quảng cáo hoặc có người rồi đọc biển số xe, hoặc là cái thú vị hơn là những ngắm những người xinh đẹp trên phố hay sao đó. Và hãy nghĩ là chúng ta cần một người tư vấn để mà cái phương pháp, giải pháp của chúng ta mới có thể hoàn chỉnh và thực tế hơn. Chúng ta phải đến nhà máy ADMS để nhờ cố vấn giải đáp. Ok, đi hả? Đi, yes. Sơ đen của mình nào? Sơ đen của tụi em. Ủa? Ôi, đội trưởng ra đây rồi. Lên xe các bạn mọi người. Lên. Vũng Tàu, Sài Gòn. Đợi ở đây. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì có anh Nghĩa sẽ là cố vấn của chúng ta. Thì mình tên là Nghĩa, hiện tại là mình đang làm việc ở công ty ADMS thì là được 10 năm rồi, làm ở cái bộ phận là kỹ thuật về bên mảng bảo trì. Dạ, vâng ạ, em chào anh Nghĩa. Đây là anh Phạm Quốc Nghĩa, một thành viên của ADMS từ ngày đầu thành lập với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật sản phẩm. Anh được xem là một kỹ sư kỳ cựu và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Buổi chiều khi mà đi tan ca là cái thời điểm mà kẹt xe nhiều nhất. Và khi mọi người từ sáng là đi làm việc, hầu như là ví dụ như có thể là điện thoại hết pin, thì không biết là mình có những cái giải pháp nào có thể chia sẻ hay là tư vấn cho tụi em được không ạ? Hiện tại nha, thì tự nhiên mình có thêm một nguồn năng lượng về gió và cái nguồn năng lượng mặt trời. Cái thiết bị như vậy thì nên gắn ở đâu thì nó phù hợp? Thì nếu mà mình sử dụng về hai cái nguồn năng lượng đó thì mình phải chọn ở cái vị trí nào mà nó không có cản trở cái tầm nhìn của mình. Thì phù hợp nhất là chỉ có vị trí mà cao nhất thôi.
Không, ví dụ như là trong cái lúc mà di chuyển có những cái đoạn không kẹt xe, mình dùng năng lượng gió khá là hợp lý luôn. À, còn những lúc mà kẹt xe khi mà mình không có di chuyển nhích từ từ á, thì năng lượng mặt trời nó sẽ rất là phù hợp luôn. Dạ, chào Hạnh. À, rất vui khi mà Hạnh có mặt ở đây để cố vấn cho đội của Minh Dự. Trương Hoàng Hạnh làm việc ở bộ phận kế hoạch sản xuất. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Nhật Bản, Hạnh đã trở về Việt Nam và làm việc cho công ty ADMS. Với tư duy linh hoạt có được từ kinh nghiệm du học sẽ giúp cô đóng vai cố vấn trong dự án sàn đấu ý tưởng. Hiện tại thì chắc chắn dù bịt khẩu trang hay không bịt khẩu trang, vẫn thấy được những ánh mắt bực bội, tiếc nuối thời gian hay là quạo quọ khi mà tham gia giao thông nhưng bị kẹt xe. Thì cái chúng ta cần ở đây là có cái gì đó để thu hút cách thú vị để những người tham gia giao thông ngồi trên phương tiện của mình được giải trí, relax để mà cảm thấy không có bực bội nữa. Hiện nay thì màn hình quảng cáo cũng xuất hiện khá nhiều trên đường, giống như là bản trình chiếu, thì cái mục đích của nó cũng làm cho, một là quảng cáo các sản phẩm, các brand, ngoài ra còn là những video clip để cho mọi người tham gia giao thông xem và giải tỏa được căng thẳng lúc trời nắng nóng hay là kẹt xe. Đó, nếu mà gắn trên xe ấy, thì theo như Hạnh ấy, thì là mình sẽ gắn ở vị trí nào? Người tham gia giao thông thì lúc nào cũng nhìn về phía trước, cho nên là cái vị trí đắp đặt tốt nhất luôn là đuôi xe. Để vừa có thể là mọi người ở phía sau có thể nhìn thấy rõ và tránh là gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông nữa. Quý vị khán giả, xin chào đội đỏ và xin chào đội vàng. Đội vàng cũng như là đội đỏ đã đi hỏi người dân, tìm hiểu vấn đề, thảo luận và có đi hỏi chuyên gia. Thì ngày hôm nay sẽ là phần thuyết trình và xin mời Michia. Và đại diện cho đội của Minh Dự, chị Ngọc Thủy sẽ trình bày về vấn đề của mình. Dạ vâng, thì tắc nghẽn giao thông hiện nay đang là vấn đề nhức nhối tại Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Thì thông thường thì một người vào buổi sáng thì có thể mất từ 30 đến 40 phút chỉ để di chuyển một quãng đường 3 km. Thì làm sao để thời gian này trôi qua không bị vô ích, thì chúng tôi đã đưa ra một giải pháp đến với chương trình ngày hôm nay, đó chính là chiếc mũ Samurai. Thì chiếc mũ Samurai này được lấy cảm hứng từ cái chỏm tóc được gọi là chomange của Samurai tại Nhật Bản. Thì chiếc mũ này để làm gì? Thì khi di chuyển, khi tham gia giao thông thì chúng ta có thể sử dụng chiếc mũ này như một phương tiện, là một chiếc mũ bảo hiểm thông thường. Ngoài ra thì trên đỉnh đầu thì có một chiếc quạt thì có thể thu năng lượng gió, và ngoài ra thì còn kết hợp với lại pin năng lượng mặt trời, một dạng mini thôi. Thì hai loại này, một chiếc quạt và một pin năng lượng, thì có thể thu được năng lượng gió và quang năng, từ đó chuyển hóa thành năng lượng và có thể sạc thiết bị điện tử của chúng ta. Dạ, trên đây là phần trình bày của đội vàng và chúng tôi cảm ơn phần lắng nghe của tất cả mọi người ạ. Xin hết. Đẹp quá, cảm ơn Michi. Sau đây là phần trình bày của đội đỏ. Đội đỏ có một ý tưởng, đó là có thể kiếm được thu nhập từ cái thời gian mà tắc nghẽn giao thông đó. Sản phẩm của team của đội đỏ sẽ là một cái hộp được gắn ở sau xe máy. Thì cái hộp này là hộp có hai phần, đó là một phần trong suốt và sử dụng cái công nghệ Holodem để trình chiếu những cái quảng cáo. Mình để sử dụng cái điện thoại để mình trình chiếu cái sử dụng cái app ở trong điện thoại để mình trình chiếu những cái phần quảng cáo đó. Mục đích ấy là để chiếu những cái màn hình quảng cáo, thì mình sẽ thu được những cái lợi nhuận khi mà mình trình chiếu những cái quảng cáo đó trên sản phẩm. Sau đây là trình bày của đội đỏ hết rồi ạ. Đối với phần trình bày của đội vàng, không biết là đội đỏ có câu hỏi nào dành cho đội vàng không ạ? Cho Dự hỏi là mũ bảo hiểm nghe thì nó có công dụng sạc pin và cũng chuyển đổi năng lượng rất là nhiều, nhưng mà liệu khi đội lên thì nó có an toàn và tiện dụng như là cái mũ bảo hiểm hiện tại của mình đang dùng khi đi đường hay không? Cảm ơn câu hỏi của anh Minh Dự. Với cái chiếc nón bảo hiểm này được thiết kế, tính toán và nguyên liệu để tạo ra một cái nón bảo hiểm này đã rất là cẩn thận và đủ đảm bảo chất lượng giống như một cái chiếc nón bình thường của chúng ta đội hàng ngày. Dựa trên cái cơ sở đó để tạo ra một cái nón mà vừa có thể bảo vệ được đầu của chúng ta, vừa tạo ra một cái nguồn năng lượng để tận dụng tối đa thời gian kẹt xe. Với điều kiện thời tiết mưa nhiều như ở nước ta thì nếu mình sạc pin, sạc điện thoại ở trên mũ như vậy thì có chống nước được không?
Về tính chống nước các thứ thì xin mời một thành viên khác của đội vàng trả lời ạ. Vậy là cái thiết kế này mục đích nó là để mà có thể sạc được điện thoại ở bên trong. Trong bảo hiểm là nó sẽ được để tuốt vào bên trong và có một cái mút xốp bên ngoài nữa và có một cái vỏ bên ngoài nữa. Nên là với cái tính chất là để mà giúp cho mọi người là không sử dụng điện thoại và có thể tận dụng được cái thời gian đó để mà có thể sạc điện thoại, nên là cái cấu trúc của cái nón đã được làm để mà có thể là chống thấm. Mình còn câu hỏi nào khác không ạ? Cho mình hỏi là cái thiết kế mà cái quạt ở trên đầu có quá cồng kềnh không? Chẳng hạn như mình muốn đi ra chợ trong vòng khoảng 5 phút thôi để mua đồ thì có cách nào khác không? Ok, mình nghĩ các quạt nó cũng dễ thương thôi, nhưng mà để mà giải đáp câu hỏi của chị Khánh thì xin mời anh viên khác ạ. Ở đây thì như là cái quạt đó là để tích hợp năng lượng gió và nó có thể tháo rời. Nếu mình không muốn sử dụng mà thấy mất tiện quá thì mình có thể gỡ ra đều được. Dạ. Quên luôn. Giờ xin mời đội vàng hỏi. Bây giờ đội vàng có ai đặt câu hỏi gì không? Có. Xin mời. Rồi, mời chị. Với cái hologram của mình, khi mà mình gắn sau xe như vậy và trong một cái khoảng thời gian di chuyển như vậy, mình cứ bật lên như vậy liên tục luôn thì làm cho cái người lái ở đằng sau sẽ mất tập trung. Thật ra thì Dự nghĩ là mình được quyền không bật khi mình tham gia giao thông, hoặc là bật những hình ảnh tỉnh thôi. Còn khi nào cảm thấy ùn tắc giao thông, muốn mọi người giải trí chung, ngã tư ngã ba kẹt xe quá, bật hình ảnh động lên, lúc đó mình trình chiếu những cái đặc sắc giải trí hơn đó. Wow. Cảm ơn đội đỏ. Được một kiến thức mới. Quý vị khán giả ơi, hiện tại thì hai đội đỏ và đội vàng đã giới thiệu xong sản phẩm của mình. Nếu mà quý vị thấy sản phẩm nào tiện ích, hữu dụng và thích sản phẩm của đội nào thì nhớ bình chọn nha. Cách thức bình chọn online từ 12 giờ trưa ngày 14 tháng 7 2023 đến 12 giờ trưa ngày 19 tháng 7 2023. Nếu không thì có thể bình chọn offline từ 9 giờ sáng ngày 15 tháng 7 đến 21 giờ ngày 16 tháng 7 tại Aeon Mall Bình Tân. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại ở tập sau.